Thực hiện công tác kiểm tra an toàn thực phẩm các địa phương trong tỉnh, các đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện 10 cơ sở vi phạm và tiến hành nhắc nhở 8 cơ sở, xử lý vi phạm 2 cơ sở. Thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2015, các đoàn thanh kiểm tra liên ngành của tỉnh đã thực hiện công tác thanh kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm tại một số huyện thành trong tỉnh. Với chủ đề sản xuất kinh doanh, tiêu dùng sau thịt an toàn, các đoàn thanh kiểm tra tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại lò giết mổ gia súc gia cầm, cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm sau thịt trên địa bàn. Trong 44 cơ sở sản xuất kinh doanh được kiểm tra, đã phát hiện 10 cơ sở có vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn đã nhắc nhở 8 cơ sở, xử lý vi phạm 2 cơ sở. Ngoài ra, các hoạt động hậu kiểm cũng đã được tổ chức với 126 mẫu thực phẩm bao gói của 58 cơ sở sản xuất kinh doanh và cấp công bố phù hợp an toàn thực phẩm cho 10 cơ sở thực phẩm.